Liệu giá cả này thì có xứng đáng so với giá trị thật không? Răng sứ lava giá bao nhiêu? Trên tay bác sĩ Cường đang là một chiếc răng sứ lava. Và trong quá trình tư vấn và giúp đỡ các chị em có một hàm răng đẹp và tự tin hơn thì bác sĩ Cường thường được rất nhiều bạn hỏi về răng sứ lava. Và trong video này thì bác sĩ Cường sẽ nói kỹ hơn về loại răng sứ này. Hãy cùng tìm hiểu về răng sứ lava và giá cả của nó nhé. So sánh với các dòng răng sứ qua video này nhé. Trước khi bước vào chủ đề chính, cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh của bác sĩ Cường, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội và đã từng công tác tại bệnh viện Việt Nam Cuba. Các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta lại được gặp nhau mỗi ngày nhiều hơn nhé. Và răng sứ như các bạn đã biết là một giải pháp phổ biến để cải thiện nụ cười và sức khỏe răng miệng. Hãy tưởng tượng chúng ta tạo ra một lớp vỏ bên ngoài chiếc răng giúp che giấu những cái khuyết điểm và tạo cho chúng ta nụ cười tỏa sáng và tự tin hơn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các dòng răng sứ khác nhau, ưu, nhược điểm của từng loại răng sứ trên kênh bác sĩ Cường nhé. Răng sứ có thể được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm như sứ kim loại, răng toàn sứ hoặc là các loại mặt dán sứ. Răng sứ lava đơn giản là một loại răng toàn sứ nhưng nó có các ưu điểm như độ bền cao, bề mặt mịn đẹp và khả năng không gây kích ứng với những cái tổ chức xung quanh trong khoang miệng. Và khả năng không gây kích ứng, giảm tình trạng ê buốt do mòn răng, sâu răng và bảo vệ răng tránh vỡ do ăn nhai đồ cứng. À, phần tiếp theo các bạn đang tò mò nhất là giá cả của răng sứ lava là bao nhiêu đúng không? Giá cả của răng sứ lava phụ thuộc vào một số yếu tố như địa điểm nha khoa, kinh nghiệm của bác sĩ nha khoa và số lượng răng sứ lava cần được đặt. Tuy nhiên, giá cả của lava lại thấp hơn những cái dòng răng sứ cao cấp như là Orthodan. Và nếu so sánh sứ lava với các loại răng sứ khác thì nó nằm ở mức tương đối cao. Và những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của răng sứ lava nhất là về địa điểm. Là răng sứ lava thì sẽ có giá khác nhau tùy vào nha khoa và tùy vào địa điểm ở thành phố lớn thì giá của răng sứ lava sẽ cao hơn so với ở vùng nông thôn và số lượng răng cần đặt. Và thứ ba là chất lượng của bác sĩ nha khoa. Giá của răng sứ lava sẽ tăng nếu bạn chọn bác sĩ nha khoa có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm. Răng sứ lava là một trong những lựa chọn phổ biến và cao cấp để cải thiện nụ cười của người dân và giá cả của răng sứ lava thì thường dao động từ 8 đến 20 triệu. Tuy nhiên, giá cả này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và nếu bạn muốn đặt răng sứ lava thì hãy tìm kiếm thông tin về nha khoa uy tín, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có được phương án phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn nhé.